Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Đây là kênh chuyên review và so sánh giá tất cả các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam hiện nay như Shopee, Tiki, Lazada và Sen Đỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một dòng sản phẩm, đó chính là kem che khuyết điểm. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã xem video. Tất cả những cái đường link liên quan đến sản phẩm và chương trình giảm giá mình đều đặt hết bên dưới. Các bạn có thể click vào tham khảo và mua hàng nếu có nhu cầu các bạn nha. Đối với dòng sản phẩm kem che khuyết điểm này thì mình nghĩ rằng nó rất cần thiết cho các chị em phụ nữ khi mà chúng ta make up trang điểm, phải cần thiết có một cái sản phẩm hỗ trợ như thế này. Sàn thương mại điện tử đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó chính là sàn Shopee. Shopee đối với từ khóa là kem che khuyết điểm thì mình thấy hiện ra hàng loạt các shop bán với rất là nhiều chương trình giảm giá ưu đãi vào cuối năm. Các bạn có thể vào đây tham khảo để lựa chọn cho mình một nhãn hàng tin cậy để sử dụng trong dịp Tết này các bạn nha. Đa phần thì những cái sản phẩm kem che khuyết điểm này thì mình thấy rằng là cái sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc thì nó có cái giá cả vừa phải và có cái độ uy tín cũng như chất lượng sản phẩm cũng đảm bảo, các bạn có thể tham khảo nha. Ở đây thì mình đang thấy có một cái shop bán với số lượng rất là nhiều, mình sẽ click vào đây cho các bạn xem nha. Đây là một shop trên Shopee, shop được yêu thích nha, bán dòng kem che khuyết điểm The Sam với đánh giá là 5 sao, 4.000 đánh giá và 10.700 sản phẩm đã bán. Chương trình giảm giá rất là sâu nha các bạn, 49%, giảm 49% nè, từ 110.000 xuống còn 56.000 cho đến 61.000. Đây là cái hình mô tả về sản phẩm nha các bạn, mình sẽ click vào cho các bạn xem nha. Đó, đây là dòng kem che khuyết điểm nè. Nó có 3 tông màu nè các bạn. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi người mình có thể lựa chọn cho mình cái tông màu phù hợp với là cái làn da của mình các bạn nha. Đó, sản phẩm che khuyết điểm mụn rất là hiệu quả nha. Rồi, đây là một cái dòng sản phẩm mà có xuất xứ từ Hàn Quốc nha các bạn, nên các bạn cũng yên tâm nha. Mình sẽ xem một số cái đánh giá của khách hàng đối với dòng sản phẩm này. Một tài khoản đánh giá 5 sao nè các bạn. Hàng đẹp, chất lượng tốt, giá phải chăng, giao hàng siêu tốc luôn các chị em nha. Đó, mấy lần mua phải hàng giả khá sợ, may sao mua ở đây vừa rẻ mà vừa chất lượng tốt. Rồi, chất lượng sản phẩm tuyệt vời, đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn. Các bạn thấy rằng là toàn những cái phản hồi rất là tốt từ khách hàng đối với cái shop này và đặc biệt là đối với dòng sản phẩm kem che khuyết điểm The Sam này. Nó có giá thành vừa phải và có chất lượng là khá tin cậy nha các bạn. Các bạn có thể vào tham khảo thêm ha. Rồi, mức giá là 56 đến 61 ngàn nha. Ở sàn thương mại điện tử Tiki thì mình đang search cái từ khóa kem che khuyết điểm The Sam này, mình thấy cũng có một vài shop bán và cái giá cả nó cũng chưa được giảm giá sâu và nó vẫn còn cao hơn bên Shopee, nên các bạn có thể tham khảo thêm ha ở Tiki. Ở Lazada thì như thế nào? Ở Lazada thì dòng kem che khuyết điểm The Sam này thì vô vàng các shop bán luôn, rất là nhiều shop bán nè các bạn có thể thấy nha. Đó, và chủ yếu ở đây là mức giá như thế nào thì mình thấy cũng có một số shop giảm giá sâu nè các bạn, giảm về còn 62.000 nè. Đó, ở đây cũng có shop bán còn có 35.000 thôi. Tuy nhiên những cái shop bán với cái giá thấp hơn như thế này thì các bạn phải tìm hiểu kỹ nha. Mình xem rằng là phản hồi từ khách hàng cũng như là cái chất lượng sản phẩm, cái thông tin về sản phẩm có rõ ràng hay không, có đáng tin cậy hay không thì mình mới mua hàng. Ở Sen Đỏ thì dòng sản phẩm kem che khuyết điểm The Sam này cũng rất là nhiều shop bán luôn nè các bạn. Đó, chương trình giảm giá cũng rất là sâu ha. Sen Đỏ chạy chương trình giảm giá rất là sâu nè. Có những shop bán thì có 38.000, 40.000. Các bạn có thể tham khảo nhiều hơn ở trên Sen Đỏ ha. Bởi vì Sen Đỏ thì mình thấy là lúc nào cũng có cái dòng mà mỹ phẩm hay là những cái dòng kem phấn này thì Sen Đỏ rất là nhiều chương trình giảm giá. Qua review 4 sàn thương mại điện tử đối với dòng kem che khuyết điểm The Sam thì mình thấy rằng là có 2 sàn đáng tin cậy để các bạn có thể tìm hiểu cái dòng sản phẩm này và mua hàng giảm giá. Đó chính là sàn Shopee với mức giá là 56 đến 61 ngàn, hoặc là sàn Sen Đỏ thì có một số shop đang giảm giá sâu về còn khoảng 40.000, 38.000 nè. Các bạn có thể tham khảo kỹ hơn ở 2 sàn này và mua hàng nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã xem video. Tất cả những cái đường link liên quan đến sản phẩm và chương trình giảm giá mình đều đặt hết bên dưới. Các bạn có thể click vào tham khảo và mua hàng nếu có nhu cầu các bạn nha.
Các bạn nhớ like, share, comment, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.